Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì em test một đôi loa này gửi cho anh Thành ở trong Đồng Nai. Con loa này là con loa TD Tai Chi, TD Tai Chi anh em nhé. Với cái mã sản phẩm đấy là TD Modern MK12 Bass 30 anh em nhé. Bass 30 hàng thương hiệu của Đài Loan. Đây, ghi đầy đủ hết cho anh em, công suất rất là lớn này. Công suất của em này thì nó đạt lên đến là từ 800W đến 1200W nhé anh em nhé. Với cái model của nó là MK12 TD Tai Chi, sản xuất là made in China anh em nhé, sản xuất tại China, được nhập khẩu nguyên thùng tại Nghĩa Audio. Đấy. Với cái dòng này thì côn tư của nó thì em đã cho anh em xem, một cái một số hình ảnh ở sau đây. Đấy, ok. Với cái đôi loa này thì nó là một bát 30, với cái họng kèn của nó là côn từ côn 76 từ 190. Đấy, thùng rất là sâu, cho nên tiếng trống và tiếng kèn rất là sáng. Kèn của Selection và cái bát của nó của TD Tai Chi, thiết kế riêng dành cho loa full với phiên bản đặc biệt này với MK12, thì nó sẽ đưa ra cho anh em ưu thế khi hát karaoke và khi sử dụng những cái bản DJ nhạc mạnh, nhạc remix, nghe rất là đã luôn anh em nha. Đấy, ok, sau đây mình sẽ thử cho anh em về chất âm này và cũng như gửi cho anh Thành luôn. Ok, xin ok, đây là cho anh em xem chi tiết về cái cặp loa TD Tai Chi anh em nhé. TD Tai Chi này, đây một lột cặp loa full bass 30 này, có một cái bass 30 rất là gấu anh em nhé, rất là gấu. Thì cụ thể như thế nào thì tìm một lát nữa đây em sẽ tháo ra cho anh em xem nội thất cụ thể bên trong của chiếc loa này. Đây TD Tai Chi anh em nhé, một cái tem hình vuông mặt trước này, một chữ TD được cắt bằng nhôm nổi anh em nhé. TD Tai Chi đây. Đấy. Và mặt trước thì nó thiết kế rất là đẹp anh em nhé, hầm hố này, nó có các cái ngắt cắt này anh em nhỉ. Đấy. Đấy, rất là đẹp nhé. Bên hông của loa thì cả hai bên đều được dập chữ chim, cắt CNC chim nhờ chữ TD, sơn sần chống xước anh em này, sơn sần chống xước nhé. Đấy, còn từng con ốc thì đều được đánh số hết này. Đây em nhìn rõ không? Đây. Đây là những cái ốc căng em nhé, 1, 2, 3, 3 ốc căng, tháo 3 ốc này ra mới tháo được cái căng này ra. Bên này cũng có 3 cái nữa này, là này có 3 cái nữa. Cái thùng loa này thì nó rất là sâu, nó sâu 40 em nhé, thùng loa sâu 40. Đấy. Cái này thì nó thiết kế lỗ thông hơi mặt trước, nên là mặt sau thì không có lỗ thông hơi, mặt sau nó rất là nhỏ, mặt sau khoảng 22cm. Đấy. Có tay sách này mặt sau. Đấy, tiếp đến đấy là những cái thông số của nó này. Đây là những cái thông số anh em nhé. TD Tai Chi này, model MK12, bass 30, độ nhảy 98 dB. Đấy, còn cái trở kháng 8 ohm này, công suất trung bình 800W này, công suất max 1200W này. Đây là thông số của nhà máy sản xuất này. Đấy, Quảng Đông China anh em nhé. Website tdtaichiaudio.com này, đầy đủ hết thông tin cho anh em luôn. Cái hàng TD này thì nó có thương hiệu rất là nổi tiếng anh em nhé, rất là nổi tiếng. Đặt nhà máy sản xuất tại China, nó ghi rất là rõ trên từng sản phẩm. Và một cái căng lưới này anh em này, căng lưới này nhá. Cái căng lưới này thì nó được phủ ở bên trong một cái lớp lớp nỉ anh em nhá, lớp nỉ để chống bụi này, anh em có thể nhìn này. Đấy. Rất là chi tiết. Và lớp sơn này thì nó rất là mịn. Đây. Một trong những cái mã hàng nó cao cấp của TD Tai Chi. Nếu như anh em dùng những cái hàng bãi của TD Tai Chi rồi thì anh em sẽ hiểu được. Đấy. Đây là phần bên ngoài, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem về phần bên trong và tiếp đến là sẽ test các thể loại nhạc cũng như là karaoke trên cặp loa này anh em nhé. Đấy, xin mời anh em cùng theo dõi. Ok, bây giờ mình sẽ bóc vào bên trong của một cái chiếc loa TD Tai Chi em nhé. TD Tai Chi này. Đấy, bên trong để cho anh em cùng khám phá nội thất này. Đấy, bên trong thì nó sẽ có một cái tấm căng lưới này. Bên trong còn lớp nỉ anh em nhé. Lớp nỉ để bảo vệ cái chắn bụi cho loa. Đấy, đây là tem của nó này.
có các cái rãnh này để khớp vào những cái mối nối này anh em nhé. Đây, quay cho anh em rõ này. Thì khi mình vặn con ốc vào thì nó sẽ khít vào và nó sẽ giữ chắc cái căng ở trong này. Gồm có 6 cái đai này, tất cả anh em là 6 cái đai này. Mỗi bên 3 cái đai. Đấy, mỗi bên là 3 cái đai. Đây. Đấy, thiết kế rất là chắc chắn anh em nhé. Để cái mặt vành này thì nó sẽ quyết ở đây. Đấy, còn đây là bên trong. Sở hữu một cái bát 30 rất là hầm hố anh em nhé, bát 30 này. À, cái màng này thì được dưỡng một cái lớp sơn, lớp keo dưỡng gân anh em nhé, keo dưỡng gân. Gân đây là gân 3 là 3 ngấn này, gân 3 nhân 3 ngấn nhá. Đây là một cái kèn này. Cái kèn màu tím rất là mộng mơ em nhé, rất đặc trưng của dòng TD Taichi. Đấy, và đây là cái kèn này, em sẽ đặt lên cho anh em cùng xem. Bên dưới cái kèn này sẽ có một cái lớp lớp nỉ nhá, lớp nỉ mút để cho đệm cái kèn vào cho nó kín, rất là kín anh em nhá, kín với loa. Còn đây là cái củ kèn. Đối với củ kèn này thì có cái tem của TD Taichi. Đấy. Về cái tớ từ rất là dày anh em nhá, rất là sáng bóng và đẹp. Đấy, từ này thì thiết kế theo kiểu của con này là của Selection đấy anh em nhé, thiết kế theo kiểu kèn của Selection. Cho nên tôi về so về cái chất tiếng của nó rất là sáng tiếng, đấy, ấm mà nó rất là bay tiếng anh em nhé, hát nó không bị bí như một số cái dòng kèn khác, nó không chói anh em nhé. Đây là bản chất của cái kèn Selection. Đối với cái kèn này thì có một cái côn là côn 450 em nhé, côn 450 bên trong. Nhìn rất tinh xảo, rất là đẹp anh em nhé. Ok, em sẽ bỏ ra đây. Tiếp theo sẽ là một cái phần là bát của loa. Em sẽ tháo ra cho mọi người cùng xem. Đấy, rất là nặng anh em nhé. Em sẽ để úp cái bát xuống cho anh em cùng xem. Đấy. Đây, anh em có thể nhìn thấy được đây. Một cái, đây là sắt từ anh em nhé. Sắt từ này, còn đây là từ trường 500 này. Từ này là từ Ferrarit anh em nhé. Đối với cái từ trường này thì nhìn thế này thì em sẽ thấy là cái từ nó chỉ có một tí này thôi, nhưng mà thực chất là không phải em nhá. Cái từ con này nó còn sâu vào bên trong này nè, nó sâu vào tận đến cái viên này luôn anh em nhá, cái viên này luôn. À, em đã từng phá những cái 500 là mình thấy được là cái từ của nó không chỉ ở mép này đâu, mà từ của nó bên trong này cơ. Đấy. À, có tem của TD Taichi hết anh em nhá. Đây, hai cọc bắt loa này. Tất cả cả xương của nó rất là chắc chắn. Đấy, xương chắc chắn nhá. Có 6 xương đôi tất cả. Đây. Quan trọng là cái dòng này nó có một cái đít nó hơi chóp, đít chóp anh em nhá. Anh em có thể nhìn nghiêng này. Anh em nhìn nghiêng thì sẽ thấy cái đít của cái bát này nó chóp lên đây, nó giống một cái hình nón nhá. Giống một hình nón chứ nó không phẳng. Nó không phẳng anh em nhá. Cho nên là nó cho một cái lực từ để đánh ra cái côn ấy, từ đánh ra cái côn nó rất là uy lực. Đấy, uy lực hơn những cái dòng loa khác. Đấy là ưu điểm của cái dòng này. Bên dưới đấy thì sẽ có những cái lỗ để thoát, lỗ thoát hơi và thoát tản nhiệt cho cái côn ở bên trong. Cái côn ở bên trong anh em nhé. Khi nó làm việc, nó dao động trong cái côn, cái lõi côn ấy, thì nó sẽ nóng và nó sẽ cần tản nhiệt qua những cái lỗ này, khe lỗ này. Đấy. À, keo chỉ này, em nhìn thấy cái keo xịn của nó là cái keo màu hơi hồng hồng, Đấy, rất là đen. Đây. Đây là phần phía bên trong với chỗ cái côn này, có một cái lớp chắn để bảo vệ nhá, sáng bóng rất là đẹp. Đấy, cho anh em xem nữa tiếp này. Anh em có thể nhìn rõ được phía bên trong côn không? Đây là cả cái dây đồng này. Đấy, anh nhìn trong cái khe lỗ này. Đấy, đây là nhện này, côn này. Côn con này là côn 76 anh em nhé, côn 76. Và từ con này là từ 190. Từ 190. Nặng quá. Sẽ để tạo xuống cho mình lên cả. Đây. Đấy, từ 190 thì nó sẽ gần bằng một cái găng tay của em. Đây, em có thể đặt cái tay lên đây cho anh em xem. Cái xương nhìn rất chắc chắn nhá. Anh em nhìn này. Đấy, đây là bát kèn. Bát kèn là bát và kèn của loa TD Taichi. Tiếp theo anh em khám phá phần bên trong. Sẽ gồm có những cái thiết kế như là thùng gỗ này. Thì xét đến phần thùng gỗ thì bao giờ những cái loa full nó đều làm bằng cái gỗ này là gỗ ván ép anh em nhá. Ép những cái thứ gỗ là với nhau, anh em có thể nhìn rõ là những cái thứ gỗ này. Đây là loại hàng chất lượng. Còn nếu như cái hàng mà nó làm bằng thùng giấy thì nó là thùng giấy nện em nhé, thì nó sẽ cho ra cái chất tiếng nó hoàn toàn khác luôn. Đấy. Tất cả những cái góc kia đều được đệm bằng cái đai ốc hết, đai ốc vít hết.
bên hông thùng này vẫn khắc CNC TD nha anh em nhé, TD. Đấy, đây là bông thủy tinh đen này. Đây, cho anh em xem phía bên trong cái phần tần của nó nhé. Em sẽ đưa máy vào bên trong này. Đối với cái phần tần này thì nó có sử dụng những cái, đây là một cái cầu chì hạng kép, nó chống cháy cho loa. 1, 2, 3 cái cuộn cảm lớn này, ba cái cuộn cảm này để nó giữ cho cái tiếng bát rất là chắc chắn nhá. Anh em có thể nhìn cái bộ lọc của chép này, tại sao tiếng nó lại sáng và nó hay, nó trong như vậy là tại vì nó qua những cái con trở này, con trở nhôm này, 1, 2, 3, 4 này, nằm trong miếng nhôm này, đấy, trở nhôm này, 1, 2, 3, 4, 5 năm con trở nhôm nhá. Ở trên này nó dập chữ TD này, đó, nó dập TD trên vỉ luôn. Tụ này, đi có tụ này, 1, 2, 3, 4, 5 này, hai con tụ to này, 400V nhá, 400V. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, quá khủng luôn cái bộ phân tần này. Đấy, đây là phần nội thất ở bên trong. Đấy, cho em cùng khám phá nhá. Đấy, còn dây này, đây là dây để cắm vào bát. Đấy, dây là dây cắm vào chép này. Đấy, cắm vào chép này. Đấy, đầy đủ hết cho anh em từ trong ra ngoài. Đều có lớp đệm hết ở trên bát này. Đấy, ok. Trọn